biệt Atom Music vừa về cây LS02C. Các bạn sẽ thấy đàn rất là tuyệt vời. Con này phiên bản đặc biệt các bạn nhé. Giá mới xấp xỉ khoảng 300 triệu. Hiện tại cái đàn này đang có mặt tại Atom Music. Hàng 99%. Đẹp như đập hộp các bạn nhé. Có giá rơi vào xấp xỉ khoảng gần 200 triệu các bạn. Các bạn nhanh tay để đặt hàng nhé. Cái này tuyệt vời luôn. Cái này so với những cái đàn khác thì so với cái 01, 01C, 02 rồi đến con này là 02C, có nhiều phiên bản, đặc biệt là con này thì phiên bản gốc các bạn nhé. Tiếng với mọi thứ thì quá tuyệt vời rồi, công suất lớn, âm thanh cực hay. Có các bạn thể thấy có rất là nhiều ở đây là percussion cũng rất là hay các bạn này. Tiếng nhà thơ cũng rất là hay. Rồi, mình sẽ đi qua một chút điều rồi các bạn sẽ thấy được. Mình sẽ cho các bạn thêm tiếng. Đây là tiếng saxo. Tiếng saxo rất là hay. Rồi tiếng nhạc thơ. Rồi tiếng guitar. Rồi, tiếng hay lòng đàn bà nói là guitar cũng rất là hay nha, guitar cực hay luôn nha. Giáo sư nào mà đang cần những cái đàn cao cấp, hiện tại phiên bản này là phiên bản mới nhất các bạn nhé. Lê Anh hiện tại đã đặt hàng về từ Nhật Bản về, con này cũng bảo hành 2 năm.
Giá của nó thì đang sắp xỉ tầm khoảng 200 triệu. Đàn mới là khoảng sắp xỉ 300 triệu. Giá nhà thơ nào mà đang cần thì có thể liên hệ qua Zalo 0943633281 hoặc 0963166238. Đặc biệt thì Anton Music đang có rất là nhiều sản phẩm đang được trưng bày tại đây, từ những dòng phiên bản tầm khoảng dưới 10 triệu, tầm khoảng 5, 7, 8 triệu, 10 triệu, rồi 13, 15, 20, 30. Ở đây có dòng 01 các bạn này, 01 này, 01, rồi 01C, rồi 02, 02C. Đây, phiên bản này là phiên bản nâng cấp các bạn nhé. Giá rơi vào tầm khoảng 85 triệu. Rồi con này, phiên bản con này là phiên bản gốc. Đó. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn nhé. Rồi các bạn đăng ký kênh Anton Music để theo dõi những cái bộ tiếng hay do Lê Anh sẽ soạn và sẽ chia sẻ đến đó cho các bạn. Các bạn có thể tham khảo rất là nhiều dòng đàn, các bạn có thể comment ở phía bên dưới để Lê Anh tiếp tục ra những sản phẩm để giúp cho các bạn có thể những cái bộ tiếng phục vụ tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.